Bị bà Nguyễn Phương Hằng chỉ trích gay gắt vẫn im lặng, Hoài Linh là người sống ra sao? Thời gian qua, Hoài Linh liên tục bị bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng Lò Vôi nhắc đến qua hàng loạt livestream. Theo đó, bà Hằng tố Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, Hoài Linh không hề lên tiếng về chuyện này. Mới đây, thông tin Hoài Linh nhận lời làm giám khảo thách thức danh hài mùa 7 đã khiến cho bà Nguyễn Phương Hằng bức xúc và chỉ trích nam danh hài một cách gay gắt. Điều này khiến cho công chúng xôn xao muốn biết về con người thật của Hoài Linh. Qua những nhận xét của đồng nghiệp, chúng ta có thể thấy phần nào con người của nam danh hài. Nghệ sĩ Long Đẹp Trai, một người bạn thân thiết với Hoài Linh ở sân khấu Nụ Cười Mới nhận định: "Anh Linh là người tốt, chính tôi là người đặc biệt danh nhân hậu tiên sinh cho anh ấy mà. Nhưng chính cái tính thương người lại là điểm yếu của anh Linh, khiến anh nhiều lần bị lợi dụng. Cứ ai tới khóc với anh ấy là việc gì cũng ok hết. Anh Linh dễ bị rung động, dễ mềm yếu lắm. Có những người tôi không tiện nói tên, nhưng với họ, họ khóc lóc xin giúp là anh Linh giúp liền. Nào là anh ơi, hãy diễn giúp em một show để em trả nợ cho người ta, thế là anh Linh diễn. Biết sao được, tính anh Linh là vậy, nhưng cũng vì thế mà anh Linh được anh em rất là yêu quý." Bạn thử nghĩ xem, có nghệ sĩ nào tồn tại bền được như anh Linh hay không? Gần 20 năm trời, các cụ bảo có đức mặc sức mà ăn là vậy. Tôi nghĩ trường hợp của anh Linh ứng với câu nói đó, anh ấy quá tốt, có lẽ tổ nghiệp cũng thấy được điều đó nên đã đãi anh ấy. Còn ca sĩ Phương Loan, bà xã của Chí Tài thì kể lại: "Tôi biết Hoài Linh từ hồi mới bắt đầu đi diễn hài với Vân Sơn, cả đám còn kéo nhau đi tay diễn. Anh Tài với anh Linh thân dữ lắm, Linh cũng thương nhất là Tài. Có những lời nói bóng gió nhưng không phải như vậy. Tính của anh Linh là vậy, kín đáo lắm, sự chân thành tình cảm không bao giờ bộc lộ ra ngoài mà phải chơi thân lắm mới biết. Mỗi khi ở xa tôi buồn anh Tài là tôi gọi điện hoặc là nhắn Viber với anh Linh lúc nào cũng an ủi, chỉ cứ từ từ để đó em lo cho. Mỗi lần tôi về Việt Nam hay Hoài Linh sang Mỹ đều hẹn gặp nhau để tám. Hoài Linh là ân nhân trong nghề của chồng tôi, khi động viên Chí Tài từ đi hát sang đi diễn hài, cũng như là cặp bài trùng nâng đỡ Chí Tài có cái tên tuổi tại hải ngoại. Anh Tài có ngày hôm nay phần lớn cũng nhờ Hoài Linh. Hoài Linh ủng hộ anh Tài, giúp đỡ anh Tài thầm lặng. Ảnh có được hôm nay là nhờ Hoài Linh nhiều dữ lắm." Trường Giang, một trong những đàn em thân thiết từng được Hoài Linh dìu dắt, cũng bày tỏ: "Anh Linh là người anh, người đồng nghiệp, người thầy, nhưng anh Linh tính giản dị, không bao giờ anh nhận như thế. Dù anh là người chỉ dạy tôi rất là nhiều, anh luôn nói, tao có làm gì cho mày đâu mà người ta nói như vậy. Tôi phải cảm ơn cơ duyên trời mới gặp được anh Linh và đi làm với anh, nên mới có được như ngày hôm nay. Nếu như không gặp được anh ấy, chắc bây giờ tôi đang nấu ăn ở trong bếp nào đó rồi. Điều đáng quý nhất mà tôi học được từ anh Linh chính là sự đối nhân xử thế. Khi đối diện với mọi vấn đề, anh luôn dùng cái tâm, cái nhân để nói chuyện, cũng không quan tâm tới những người đối xử tệ với mình hay chưa thật sự hiểu mình. Cả Hoài Linh và tôi đều không ghét bỏ, phản bác mà chọn cách lắng nghe những nhận xét dù là tiêu cực của mọi người, vì mỗi người đều có công việc, cuộc sống và cuộc sống của mình thì phải chấp nhận điều đó." Nam Thư cũng là một đàn em từng được làm việc nhiều với Hoài Linh tại sân khấu Nụ Cười Mới. Cô chia sẻ: "Anh Linh là người rất là thương em Út như tôi và anh Trường Giang, nhưng có bao giờ dắt tay với mọi người để giới thiệu và nhờ vả đâu. Anh chỉ cho hướng đi, dạy dỗ chúng tôi chứ không cầm tay chỉ việc. Bản thân anh còn không có thời gian nghỉ ngơi, làm sao có thể vẽ đường cho bọn tôi. Tiêu chí của Hoài Linh là nói ít hiểu nhiều. Anh dặn tôi làm gì cũng phải tới nơi tới chốn, nóng tính thì phải giảm 7 còn 3 mà thôi. Vì tính nóng nên đụng tới vấn đề gì tôi cũng phản ứng ngay. Trong giới, đàn em cũng hay than tôi là dữ vì sự ồn ào và hoạt bát đó." Tuy không gần gũi với Hoài Linh, nhưng Cát Phượng cũng bày tỏ: "Tôi và anh Hoài Linh rất ít gặp nhau, không có nhiều kỷ niệm, chưa từng qua nhà nhau ăn cơm, chẳng bao giờ tâm sự chuyện riêng tư. Thế nhưng kỳ lạ thay, anh ấy luôn hiểu rõ con người tôi. Anh Hoài Linh luôn coi tôi như em gái trong gia đình, còn tôi nể và quý trọng anh ấy rất nhiều." MC Trấn Thành cũng nói về Hoài Linh như một thần tượng: "Từ nhỏ tôi đã rất thần tượng chú Hoài Linh. Chú Linh là nguồn cảm hứng dẫn tôi đến với nghề diễn hài. Hồi đó tôi rất thích và say mê xem chú Hoài Linh biểu diễn trên sân khấu. Một ngày nọ,
khi tôi gặp được chú Hoài Linh ở ngoài đời. Dù khi đó còn rất nhỏ, nhưng tôi đã chạy đến nắm tay chú Hoài Linh và nói: "Chú Linh, con mê chú lắm, con mê diễn hài lắm, chú dẫn con đi diễn đi." Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ chịu ơn Hoài Linh nhiều nhất khi được nam danh hài đỡ đầu trong thời gian đầu lập nghiệp. Anh nói: "Anh Linh có giận hờn, có trách bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ luôn cúi đầu dạ. Ơn của anh Linh lớn đến mức anh có bảo nằm xuống đánh đòn thì tôi sẵn sàng làm theo, không một thắc mắc. Vị trí đó mãi mãi thuộc về Hoài Linh mà thôi." Từ ơn nghĩa của Hoài Linh, tình yêu thương của mình đổ tràn sang Dương Triệu Vũ và cả Hoài Lâm. Nhiều lúc tôi thương Vũ và Lâm như hai đứa con của mình. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, một người đàn anh của Hoài Linh, thì nhận định về đàn em: "Có rất nhiều nghệ sĩ trẻ khiến tôi rất ngưỡng mộ, đặc biệt là Hoài Linh. Khi cùng làm giám khảo Việt Nam Got Talent năm 2014, chúng tôi đều biết mình có chung một quan điểm là giả gái thì phải sạch đẹp, nghiêm túc, không được bôi bát. Và làm cái nào thì ra cái đó. Hài phải ra hài, đóng chính kịch phải ra chính kịch, đóng vai bi phải ra bi. Không thể để bị rác vào những thể loại mà mình dấn thân vào. Đó là những điều mà tôi học hỏi từ Hoài Linh." Trong đám tang của cố nghệ sĩ Chí Tài, danh hài Thúy Nga cũng đã nói về Hoài Linh: "Anh Hoài Linh thật sự là tài tình cỡ nào khi mà một tay lo tất cả, nhưng lại đâu vào đấy, chu toàn không thiếu sót điều gì, không ai chê trách được." Mới đây thì thông tin Hoài Linh nhận lời làm giám khảo Thách Thức Danh Hài đã khiến cho bà Nguyễn Phương Hằng bức xúc. Bà lập tức lên tiếng một cách gay gắt, kèm theo nhiều tranh cãi trái chiều: "Vừa rồi tôi đợi mãi xem Hoài Linh có chịu lên tiếng khi bị tôi lôi ra nói hay không, nhưng không thấy lên tiếng. Vậy mà mới hôm qua tôi lại nghe tin Hoài Linh lên ngồi giám khảo Thách Thức Danh Hài. Rõ ràng Hoài Linh ngồi giám khảo Thách Thức Danh Hài là đang thách thức cộng đồng. Hoài Linh là nghệ sĩ sống nhờ cộng đồng. Nếu những gì tôi nói về Hoài Linh là đúng hay sai thì cũng đề nghị Hoài Linh bước ra trước công chúng lên tiếng nói một lời đi. Tại sao mới ngày nào còn đứng trước công chúng đi lại như một ông hoàng bà chúa mà bây giờ lại trốn trong xó, không dám xuất hiện đối mặt với tôi, với công chúng là sao vậy?" Trong khi đó Hoài Linh là nghệ sĩ nổi tiếng, là đàn ông mà không nói gì. Tôi thay mặt cộng đồng trong và ngoài nước đề nghị Hoài Linh lên tiếng đi. Tại sao lại cứ im lặng như vậy? Dù đúng hay sai thì cũng nên lên tiếng đi chứ. Nếu bây giờ Hoài Linh xuất hiện ở Thách Thức Danh Hài chính là thách thức cộng đồng, tại sao nhận lời làm show mà lại không lên tiếng cho cộng đồng? Chúng tôi muốn biết rõ ràng về điều này. Đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của một danh hài. Khi người ta đã quay lưng, nhìn rõ chân tướng rồi thì đừng nói chuyện tài ba gì ở đây hết. Một chữ tâm bằng ba chữ tài. Chính tôi còn khó chịu huống chi là cộng đồng. Lùm xùm thì không lên tiếng, lại lên thách thức danh hài. Đó là những lời mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nói về Hoài Linh trong một lần live stream gần đây nhất.